Phần thi ứng xử của top 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam đem theo cả ẩm thực nước nhà, xuất sắc tới mức MC phải vội vàng giải thích. We love to eat pho at bánh mì and Vietnamese coffee instead of Starbucks and McDonald's. Not to say that there's anything wrong. Sau một hành trình nhiều những cung bậc cảm xúc, Miss World Việt Nam 2022 đã chính thức tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện danh giá. Giữa dàn thí sinh đầy tiềm năng, ban giám khảo chắc hẳn đã rất khó khăn để chọn ra từng hoa hậu. Điển hình như khi chỉ còn lại hai cô gái xuất sắc nhất là Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Lê Nguyễn Bảo Ngọc, họ đã tranh tài trong một câu hỏi phụ để chứng minh mình xứng đáng với ngôi vị cao nhất. Đương kim Miss World 2021, Carolina Bielska là người đặt ra câu hỏi phụ cho hai cô gái. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, nhiều quốc gia đứng trước nguy cơ mất bản sắc. Quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào? Huỳnh Nguyễn Mai Phương và sự hiểu biết sâu rộng, tư duy sâu sắc và khả năng ngoại ngữ cực khủng đã đưa ra một câu trả lời vô cùng trôi chảy. Cô nói, trong sự phát triển đa dạng của thế giới, tôi đã nhìn thấy sự hội nhập vô cùng tuyệt vời ấy. Bằng chứng là đại diện Miss World đến với Việt Nam chỉ một thời gian ngắn, nhưng đã nói được lời xin chào một cách ấm áp. Tôi không đề cập đến lời chào mà tôi đang nói đến câu chuyện của ngôn ngữ. Khi bất cứ người nước ngoài nào đến Việt Nam đều có thể sử dụng được tiếng Việt để giao tiếp với chúng ta. Quý vị có thể thấy, không chỉ là câu chuyện của ngày Tết hay những chiếc bánh chưng, giá trị của Việt Nam mang đến thế giới còn là những tà áo dài vô cùng tuyệt vời. Tôi gọi đó là những bản sắc tượng trưng và đặc sắc nhất. Tôi nghĩ rằng, những người trẻ chúng tôi sẽ vô cùng tự hào, cho dù đi đến bất cứ đâu, cũng sẽ mang được giá trị đó lan tỏa đến tất cả mọi người. We still eat traditional food like bánh chưng or a lot of other food. And we also have special festivals. And you know what? You guys can recognize us in áo dài. Sau phần trả lời bằng tiếng Anh của Mai Phương, MC Nguyên Khang, người phụ trách phiên dịch cho các nàng hộ, đã thuật lại những lời nói của cô một cách trôi chảy. Điều này vô tình khiến netizen đặt ra nghi ngờ liệu câu trả lời có được chuẩn bị từ trước, mà ngay cả thí sinh hay MC đều bắn mượt như nuốt đĩa. Về phía Bảo Ngọc, nàng á hậu đã có một màn ứng xử cũng 1-9-1-10 với Mai Phương. Cô chọn cách trả lời đầy thông minh với cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Đối với cô, câu chuyện bản sắc không chỉ là tà áo dài truyền thống, mà còn là các món ăn đường phố rất đổi thân thuộc như bánh mì, phở hay cả cà phê Việt Nam. Đó là những món ăn mà cô cảm thấy ngon nhất, chứ không phải là sản phẩm của một thương hiệu nào. Cuối phần thi, Bảo Ngọc kết thúc bằng lời chào tiếng Việt, vì đối với cô, tiếng Việt là thứ cơ bản nhất để khẳng định bản sắc dân tộc. Người đẹp đặt tay lên trái tim mình và hô vang, tôi tự hào là người Việt Nam. Tôi hy vọng các bạn có thể cùng tôi đặt tay lên trái tim mình và hô to, tôi tự hào là người Việt Nam. Thực chất, khi hai thí sinh đang trả lời câu hỏi, MC Nguyên Khang đã vội vàng ghi lại trên giấy những ý chính mà họ nói để có thể thuật lại một cách đầy đủ nhất. Nhưng có lẽ phần thi quá xuất sắc với lý luận sắc bén và tinh thần dân tộc hừng hực nên việc khán giả có chút ngờ vực là điều khó tránh khỏi. Với hai phần thi ngang tài ngang sức, có lẽ ban giám khảo cũng sẽ rất khó khăn để chọn ra cô gái sẽ trở thành chủ nhân của chiếc vương miện. Song chiến thắng của Mai Phương trong đêm chung kết chắc hẳn không phải vì cô ứng xử tốt hơn hay truyền cảm hứng tốt hơn, mà chính là kết quả xứng đáng nhất cho cả một hành trình dài đầy nỗ lực tại Miss World Việt Nam 2022. Bạn nghĩ sao về phần thi ứng xử của top 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam? Hãy cùng chia sẻ nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!